Xin chào, tôi là Colin Madigan. Cách đây 25 năm, lúc tôi còn là một chuyên viên đo khúc xạ trẻ tuổi, tôi có tham gia một triển lãm thương mại. Trước mặt tôi là một thương hiệu mới, Transition. Thật tuyệt khi thấy một sản phẩm trồng kính đổi màu làm từ nhựa. Đó là thứ mà rất nhiều người đã luôn muốn có trong nhiều năm qua. Và trải qua 25 năm, trồng kính đổi màu Transition đã tiếp tục phát triển để ngày càng tốt hơn. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ về dòng Transition thế hệ 8. Sự ra mắt tiếp theo của thương hiệu Transition. Nghiên cứu cho thấy rằng có 9 trên 10 người hay bị mỏi mắt. Và quan trọng hơn là có đến 9 trên 10 người nhạy cảm với ánh sáng. Đây là một tỷ lệ lớn so với dân số. Và thật sự tỷ lệ này quá cao. Tôi cho rằng có lẽ việc mọi người nhạy cảm với ánh sáng đã quá phổ biến. Khi tình trạng này trở nên quen thuộc thì mọi người sẽ ít có xu hướng quan tâm về nó. Bởi vì họ nghĩ rằng những người khác cũng gặp vấn đề giống như họ. Đây là một cơ hội lớn cho việc kinh doanh của bạn và Transition 8 có thể là giải pháp tốt nhất. Người ta hay làm gì khi ở bên ngoài tiếp xúc với ánh sáng mặt trời? Chúng tôi biết rằng 84% số người không nhìn thẳng vào mặt trời, 85% sẽ lấy tay che mắt, 67% sẽ giảm độ sáng trên màn hình các thiết bị công nghệ, 41% sẽ ở trong nhà và hơn 90% số người sẽ nheo mắt khi ở ngoài trời lúc trời nắng chói. Vậy thì Transition Gen 8 mang lại điều gì mới? Bởi vì tôi biết đó là điều các bạn đang chờ đợi. Với 5 năm nghiên cứu tại 3 phòng thí nghiệm R&D lớn nhằm tìm ra giải pháp cải tiến cho Transition 7, nhóm R&D đã đưa ra một cấu trúc kết hợp nano hoàn toàn mới để cải thiện cách kích hoạt chất nhuộm với ánh sáng thông qua trồng kính. Hóa chất nhuộm này có thể thay đổi thuộc tính vật lý nhờ vào những khoảng trống bên trong hợp chất mới. Chúng tôi cũng tạo ra nhiều hợp chất nhuộm linh hoạt giúp trồng kính nhạy cảm hơn với tia UV để đổi màu nhanh hơn và cũng nhả màu nhanh hơn bao giờ hết. Trồng đổi màu luôn có hạn chế về tốc độ đổi màu, độ cứng và mức độ tối màu mà trồng đổi màu có thể đạt đến, nhưng với Gen 8 thì không có giới hạn. Vậy thì tính năng của nó là gì? Tôi biết đây là điều bạn đang chờ đợi. Trồng thế hệ 8 đổi màu nhanh hơn đến 30% so với trồng Transition 7. Không chỉ vậy, tốc độ nhả màu nhanh hơn đến 3 phút so với Transition 7. Đây là sự nâng cấp đáng kể cả về chức năng đổi và nhả màu. Khi đổi màu hoàn toàn thì Gen 8 có màu đậm hơn so với Gen 7 và trong suốt hoàn toàn khi ở trong nhà. Thêm một điều tuyệt vời nữa là tuổi thọ của trồng kính và khả năng đổi màu bền hơn qua nhiều năm. Về màu sắc, Gen 8 có màu xanh graphite, khói và trà, nhưng màu trà đã được cải tiến để trở thành một màu sắc sống động và đậm đà hơn. Tất nhiên, tất cả các chức năng đều được tích hợp đồng nhất với màu xanh sapphire, ngọc lục bảo, thạch anh tím và hổ phách. Và giống như các thế hệ trước, đều bảo vệ toàn diện chống lại tia UVA và UVB, cũng như lọc ánh sáng xanh 20%. Vậy người tiêu dùng cảm nhận như thế nào? Bởi vì họ là những người rất quan trọng. 93% hài lòng với Gen 8. 7 trong số 10 người sẽ cân nhắc chọn Gen 8 cho lần mua kính tiếp theo. 82% cảm thấy ít khó chịu với ánh sáng và 80% cảm thấy mắt họ được bảo vệ tốt hơn. Vậy nhìn chung, đối với thế hệ mới nhiều cải tiến thú vị. Đâu là sự khác biệt và các tính năng chính của Transition thế hệ 8? Kích hoạt đổi màu nhanh hơn 30% và nhả màu nhanh hơn 3 phút so với Gen 7, trong suốt hoàn toàn trong nhà và tối hơn khi ở ngoài trời so với Gen 7, và vẫn duy trì khả năng bảo vệ 100% khỏi tia UVA, UVB cũng như lọc ánh sáng xanh 20%. Tôi biết bạn đã muốn có các tính năng này từ lâu. Tôi biết bạn muốn trồng kính tối màu nhanh hơn và nhả màu nhanh hơn. Do đó với Gen 8, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có thể làm được điều đó. Cuối cùng hãy nhớ rằng, tất cả khách hàng đến cửa hàng của bạn đều có thể nhạy cảm với ánh sáng. Vì thế một gợi ý tuyệt vời để mở đầu câu chuyện là hãy nói về lợi ích của trồng đổi màu Transition Gen 8.